Xin giới thiệu cho các bác một số mẫu dao nhọn hiện đang được bán ở shop. Bây giờ thì tôi xin giới thiệu từng con cho các bác nhé. Đây, con thứ nhất. Con thứ nhất là con lọc gà. Đặc biệt là con này chỉ bán theo bộ thôi nhé các bác. Con này chỉ bán theo bộ. Như là các bác chọn một số con dao rồi con này sẽ bán kèm theo thôi. Con này không bán lẻ nhé các bác. Bán theo bộ nó có giá là 120.000. Con lọc gà dài 10 cm. Này các bác. Dài 10 cm, rộng 2 cm. Rộng 2 đến 3 cm các bác nhé. Này, đây là con lọc gà, con đầu tiên. Con số 1. Và con dao lọc gà. Có thấy chưa? Bé nhỏ này lọc con lông gà tay. Cán cầm, đây là cán cầm nhé các bác. Cán cầm có giá 120.000. Được rèn từ thép nhíp ô tô. Này, cực kỳ nhọn. Nên này làm thịt gà thì rất là dễ. Đây, con tiếp theo, con thứ hai là con thái nhọn cán cầm. Có giá là 250.000. Nhé các bác. Dài 20 cm, rộng 5 cm. Đây các bác. Con thái nhọn cán cẩm vòng đồng chốt tinh. Đây. Con số 2 là con thái nhọn nhé các bác. Tiếp theo con số 3. Con này con file sashimi 24 cm. Con này có giá 260.000 nhé các bác. Có dài 24 cm. Đây, đó các bác xem. 24 cm, rộng 3 cm. Cán cầm. Đây. Con này có giá 260.000. Vòng đồng. Này, rộng hơn ngang tay tôi một chút. Con thứ tư là con D3 một lưới. Con này có giá là 290.000 nhé các bác. Cán cẩm vòng đồng dày 5 mm các bác. Dài 17 cm, rộng 6 cm. Cắt cầm 290.000. Dao này là quá là hợp lý rồi các bạn. Còn con thứ năm, con thứ năm là con thái vát muối. Con thái vát muối cắt cầm, thái vát muối cắt cầm. Con này có giá 260.000 nhé các bác. Con thứ 5. Con thái mũi vắt nhọn. Con này dài 20 cm. Mũi dài 20. Rộng 5 cm. Đây. Mở đo cho các bác xem đấy. Mấy con thái, mấy con lọc thì về độ dày thì không cần nói rồi. Chỉ rộng, chỉ dày tầm 1 mm thôi nhé các bác. Con thái, con lọc nào cũng thế. Dày 1 mm thôi, nên các bác yên tâm là rất là nhẹ tay. Thái lên vừa. Rất là sắc. Con này 260.000 nha các bác. Cán cầm vòng đồng. Tiếp theo là con thứ 6. Là con Samurai. Tên rất là Nhật phải không các bác? Samurai cầm. Con này là dài 24 cm nha các bác. Dài 24 nha các bác. Đây. Rộng 5 cm. Samurai Nhật.
xoay mô ra Nhật này này, có giá 285.000. Đây các bạn, cực kỳ nhìn nó là oách luôn. Còn con thứ 7 này, con bầu thái nhọn Nhật, có giá là 260.000. Bầu thái nhọn Nhật cán cẩm nha các bạn. Cán cẩm là đều có giá giống nhau. Cán cẩm ốp hay là cẩm 6 cạnh hay là 8 cạnh thì đều giá giống nhau nhé. Đây là một con cán tròn thôi, tròn bình thường thôi. Đây. Dài là dài 20 cm, rộng 5,5 cm các bác nhé. Này, về độ dày thì không cần nói rồi, 1 mm, đây 1 đến 2 mm. Hầu như là các con nhọn với lọc thì đều dày như thế. Tiếp theo là một con là lọc sườn, mà lọc sườn gì cũng được nhé các bác, lọc sườn sườn lợn này, sườn bò, trâu bò đều được hết nhé các bác. Cái con nào có sườn là lọc được hết. Đây, con này có giá 230.000 đây. Giá là quá hợp lý. Đây, nó dài 20 cm, rộng 3 cm, cán cẩm vòng đồng. Đây, đây để đây. Tiếp theo là con thứ 9, là con là chặt gà vịt, chặt thái đấy các bác, chặt gà vịt động cẩm, chặt gà vịt cẩm nặng 0,5 kg, 5 lạng. Đây thì chặt gà vịt khỏi nói rồi, gà vịt ngăn ống này, dài 23 cm, rộng 8 cm, dày 3 mm. Con này có giá 310.000 nhé các bác, 310.000 cán cẩm. Theo là con thứ 10, con sashimi cán ốp. Đây. Cán ốp với cán tròn này thì mỗi loại thì đều giá giống nhau nhé. Các bác thích các con trên này nhưng mà thích nó cán ốp chẳng hạn thì giá vẫn như thế. Cán ốp thì cán ốp hay là cán bao nhiêu cạnh thì vẫn giống nhau cả. Nha các bác. Ốp này, cán ốp bởi vì là nó sẽ cố cán, nó sẽ ốp vào phần cán sắt của dao. Đây các bác thấy đường sắt này liền với dao luôn, ốp vào hay là vừa vặn, không cần tay đâu nhé các bác. Này hay là mượt. Con này là sashimi ốp nha các bác, có giá là 260.000. Quá đẹp. Dài 20 cm, rộng 3 đến 3,5 cm nha các bác. Đây, 3,5 cm đây. Cán cẩm hay cán nhuyễn thì đều dài giống nhau cả, đều dài từ 12 đến 13 cm. Đoạn 23 mét nha các bác. Này con thứ 11 này là con thái Nhật nha các bạn, thái vương Nhật cán ốp. Các bác nào mà thái con thái vương Nhật mà cán tròn như thế này thì cứ bảo tôi nhé, còn lúc đặt hàng với tôi thì các bác cứ bảo. Đây. Con này có giá 260.000. 260.000. Đây. Con này thì dài 20 cm nhé các bác. Dài 20 cm đây. Rộng 6 cm. Các bác thấy chưa? Đây. Thứ 11.
Tiếp theo là con thứ 12. Là một con lọc cắn nhuyễn. Lọc này thì lọc gì cũng được các bác nhé. Lọc tất cả các loại thịt luôn. Đây, nó dài 17 cm. Rộng 4 cm. Rất là mỏng rồi. Lưới thì không phải nói, rất là sắc rồi. Cắn nhuyễn đây là cắn nhuyễn nha các bác. Còn các bác nào muốn là cắn cầm thì nó sẽ giá cao hơn một chút. Con này có giá 145.000 nha các bác. 145.000. Đây, cắn nhuyễn đây. Cắn nhuyễn lâu năm nha các bác. Cắn nhuyễn đây là vòng inox. Không gì. Con cuối cùng, con thứ 13 là một con thái nhọn nhuyễn, vừa thái vừa lọc. Đây, thái nhọn nhuyễn đây. Con này dài 19 cm, rộng 6 cm nhé các bác. Con này có giá 165.000. Thái nhuyễn. Đây, hai con này là giống nhau đấy các bác, đều là thái nhọn nhưng mà khác là cắn cầm và cắn nhuyễn thôi. Và tôi vừa giới thiệu cho các bác một số mẫu dao đang bán rất là chạy ở lò rèn của lò rèn chúng tôi nhé. Thì bác nào muốn đặt hàng thì như bình thường cứ gọi điện thoại, gọi qua số điện thoại của tôi. Tôi lúc nào mà rảnh tay mà không rèn thì có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Đặt hàng luôn. Rèn luôn. Khoảng 4 đến 7 ngày sau thì các bác sẽ nhận được hàng. Nhận được dao. Thì các bác thấy đẹp thì thấy thế nào thì cứ comment suy nghĩ của mình, bình luận suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé. Dưới phần bình luận tôi sẽ giải đáp hay là sẽ tiếp thu các ý kiến của các bác. Còn bây giờ thì tôi sẽ phép dừng video ở đây. Để tôi chúc các bác sức khỏe nhé. Cảm ơn thành công. Các bác mà quên, các bác đừng quên đăng ký kênh nhé. Kênh để nhận thông báo các video sau mà tôi đăng lên. Sẽ còn những video rất là hay trong tương lai. Bây giờ thì chào các bác nhé. Chào các bác.